Đây ạ, đây là bộ đồ đầu tiên mà em xét. Đấy là vào thứ hai đầu tuần thì là em xét cái bộ đồ màu sắc như này. Cái vòng phụ kiện mà em đang đeo trên cổ thì nó có cái gam màu trùng với lại cái gam màu đầm của em, cho nên là em cuối cùng nhìn cũng rất là hợp lý đúng không các chị? Cái túi coach mà em đang cầm này thì cũng là phối màu xanh cobalt phù hợp với một trong những màu váy của em. Thì cái mẫu đầu tiên mà em cầm như này ấy, thì cái bộ đồ mà em đang mặc đây có bán tại shop của em với giá là 480.000. 485.000 chính xác là thế, có đủ size từ size S đến size XL các chị ạ. Còn cái túi coach mà em đang cầm trên tay này đúng là cũng có bán ở shop em với giá là 2.850.000 ạ. Thì đây là bộ đầu tiên mà em xét cho đầu tuần của em đi làm ngày ở đi làm đầu tuần. Thứ nhất là để cho nó màu sắc tươi vui này. Cái thứ hai nữa là cái gam màu ấy nó làm cho mình cảm giác là một tuần mới tràn đầy năng lượng các chị ạ. Để em sang xét thứ hai nhá các chị.